Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ qua, Trung Quốc đã cố gắng kiểm soát các hệ thống đê điều, sông, kênh rạch. Tuy nhiên, dù đã đổ hàng tỷ USD vào các dự án chống ngập lụt, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn nhất trong hơn 100 năm qua, có hơn 30 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó có ít nhất 20 người thiệt mạng do ảnh hưởng của lũ lụt. Tính đến ngày thứ tư tuần trước, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã vượt qua khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ vừa và cỡ lớn. Nhiều con đường biến thành sông khiến các dân bị cô lập. Theo dự báo, phải mất tới một tháng để nước lũ có thể hoàn toàn rút khỏi tỉnh Hà Bắc. Tình hình ngập úng nghiêm trọng tại các thành phố cho thấy các biện pháp chống ngập lụt từng được chính quyền Bắc Kinh triển khai vẫn còn tồn đọng nhiều điểm yếu. Đặc biệt, trong số đó phải kể đến dự án thành phố ven biển với giá trị hàng nghìn USD từng được Trung Quốc phát triển. Sáng kiến thành phố ven biển được ra đời vào năm 2015 với tham vọng sẽ giúp tạo ra không gian chứa nước mưa tạm thời. Theo đó, các thành phố ở Trung Quốc sẽ sử dụng những khu vườn trên mái nhà, vỉa hè có thể thấm nước, bể chứa ngầm có thể hấp thụ tới 75% lượng nước mưa, sau đó từ đổ ra sông hoặc hồ chứa. Nhiều công trình tầm cỡ của Trung Quốc đã được xây dựng với sáng kiến này. Đơn cử như sân bay Đa Sinh ở ngoại ô Bắc Kinh với hệ thống hồ nước bể chứa được thiết kế hấp thụ lượng nước mưa lấp đầy khoảng 1.300 bể chứa đạt tiêu chuẩn Olympic, hay cơ sở hạ tầng bọt biển với tổng đầu tư lên tới 7 tỷ USD tại Trịnh Châu, Hà Nam. Tuy nhiên, trong trận mưa lũ lịch sử năm nay, một phần đường băng của sân bay Đại Hưng vẫn bị ngập. Trong khi đó, ở nhiều nơi có cơ sở hạ tầng bọt biển, người dân vẫn khốn đốn khi lượng nước liên tục dâng cao trong những ngày mưa lớn vừa qua. Mặc dù ban đầu sáng kiến thành phố bọt biển đã có tác dụng ở nhiều nơi, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã không tính đến một số trường hợp ngoại lệ. Đó là sự kiện thời tiết có tính cực đoan. Theo tiến sĩ Hồng Trương Từ thuộc Đại học Quốc gia Australia, các sự kiện thời tiết cực đoan hiện nay đã tạo ra lượng mưa vượt xa sức chứa của các hệ thống bọt biển, vốn được thiết kế dựa trên dữ liệu lượng mưa 30 năm kể từ năm 2014 quay ngược trở lại. Bên cạnh đó, với tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc cũng đang gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thoát nước của quốc gia này. Theo tiến sĩ Su, chính quyền Trung Quốc nên cải thiện các hệ thống thoát nước, không nên phụ thuộc vào một chiến lược duy nhất mà cần phải kết hợp các biện pháp khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thưa quý vị, lũ lụt nặng nề, Trung Quốc buộc phải điều động quân đội, cảnh sát đối phó. Trung Quốc triển khai đồng loạt nhiều biện pháp ứng phó tại miền Bắc, bao gồm điều động quân đội, cảnh sát, cấp thêm kinh phí hỗ trợ và vùng bị ảnh hưởng. Trung Quốc triển khai hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở khu vực miền Bắc nước này, ở các tỉnh Hắc Long Giang và Gia Lâm và Cát Lâm. Các binh sĩ và cảnh sát giúp đập bao cát dọc con đường, sửa chữa đường xá và phân phát nhu yếu phẩm. Theo Tân Hoa Xã, hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã cung cấp thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 50 triệu USD, để hỗ trợ các vùng bị lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, hơn 72,8 triệu USD trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các khu vực bị lũ ảnh hưởng. Theo tờ China Daily, chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã đến Thiên Tân để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Trương cho biết, ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu cho các nạn nhân bị ảnh hưởng lũ lụt. Tính đến ngày Chủ nhật vừa qua, hơn 30 người thiệt mạng vì lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 5, trong đó có 11 người ở thủ đô Bắc Kinh, 10 người ở thành phố Tư Lan, tỉnh Cát Lâm, còn lại ở Hà Bắc. Gần 100 huyện ở Hà Bắc bị ngập lụt, ảnh hưởng đến 2,2 triệu người. Tại Tư Lan, tỉnh Cát Lâm, tính đến trưa thứ 6, lượng mưa trung bình ghi nhận được là 111,7 mm. Một trạm đo mưa tại Tư Lan đã ghi nhận lượng mưa 489 mm, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó. Trong đợt lũ lụt Trung Quốc xảy ra gần đây, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát. Lăng Đông, phó thị trưởng thành phố Tư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt khu vực trong ngày thứ 6. Tân Hoa Xã thông tin, 4 quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở thị trấn Thái Nguyên và Kim Mã ở Tư Lan. Tân Hoa Xã đưa tin. Trang tin tức
Đại Trung có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa thứ Bảy. Vụ 4 quan chức thiệt mạng nâng tổng số người ở Cát Lâm trong đợt lũ lụt này lên 10 người. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá khắp nhiều khu vực của đất nước. Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân do siêu bão số 5 đổ bộ vào miền đông nước này vào tuần trước. Mưa bão những ngày qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề. Tính chung hơn 30 người đã thiệt mạng trong đợt lũ này trên toàn quốc, trong đó có 11 nạn nhân ở Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, giới chức Trung Quốc chi thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu USD để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng Đông Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Đến nay, chính phủ này đã chi 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu USD cho quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Giang cho biết, ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương nên cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết. Thưa quý vị, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 sau trận động đất 5,5 độ Richter tấn công tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 sau khi trận động đất có độ lớn 5,5 độ Richter xảy ra ở Sơn Đông, miền đông nước này. Ít nhất 10 người đã bị thương và 74 ngôi nhà bị sập do trận động đất, kèm theo 52 dư chấn sau đó. Nguồn cung cấp điện đang hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện chưa có báo cáo rò rỉ hoặc hư hỏng đường ống dầu khí. 9 giờ 5 phút ngày hôm qua, cơn bão số 5 năm nay Kanun đã đổ bộ lên vùng biển Vạn Ninh, Hải Nam. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất ở vùng tâm bão cấp 14. Gió to và mưa lớn khiến đường xá ngập lụt nghiêm trọng, khu dân cư mất điện, chuyến bay 489 bị hủy. Ngoài ra, hoạt động vận tải hành khách, taxi và vận tải đường biển cũng buộc phải dừng lại. Giao thông gần như tê liệt. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hải Nam thông báo rằng bị ảnh hưởng bởi nó, Hải Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9 và giật cấp 14 đến 15. Có mưa lớn ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và những nơi khác, và mưa lớn cục bộ ở Hải Nam trước khi Kanun đổ bộ. Đường giữa Hải Tú, Đại lộ Quốc Hưng, Đại lộ Quỳnh Châu và các đoạn đường ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện. Một số công trình xây dựng bị gió thổi bay, cây lớn bị đổ và đập nát kính chắn gió ô tô ở Quỳnh Hải, Văn Xương và những nơi khác. Một số làng và thị trấn đã bắt đầu mất điện vào sáng sớm ngày hôm qua. Và sáng ngày hôm qua, một số cư dân mạng đưa tin rằng một nông dân họ Cu ở đội 7 thôn Kiến Linh Khiêm, ủy ban thôn Đông Hưng, thị trấn Vạn Thành, thành phố Vạn Ninh đã có 31 con gia súc trong chuồng gia súc bị cơn bão Kanun thổi bay vào đêm hôm qua. Cơn bão dữ dội đã gây ra ngập úng nghiêm trọng trên đường. Gia súc của người dân chăn nuôi bị điện giật do đường dây cao thế bị thổi đứt gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng. Một sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã đăng một bức ảnh lên Weibo nói rằng siêu thị của trường đã bán hết vé. Các sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã tải lên những bức ảnh kèm theo dòng chữ nói rằng siêu thị của trường đã hết sạch hàng hóa. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, sân bay quốc tế Milan Hải Khẩu và sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã đưa ra cảnh báo đỏ về việc hoãn chuyến bay trên diện rộng. Hai sân bay này đã hủy tổng cộng 489 chuyến bay vào ngày hôm qua. Ngoài ra, toàn bộ eo biển Quỳnh Châu bị đóng cửa, hoạt động vận tải hành khách của đường sắt Quảng Đông, Hải Châu bị đình chỉ, các tuyến tàu cao tốc quanh đảo bị đình chỉ, toàn bộ tàu của tập đoàn vận tải Hải Nam, Hải Kỳ bị đình chỉ vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua. Giao thông công cộng ở Tam Á bị đình chỉ, taxi bị đình chỉ lúc 11 giờ sáng. Ước tính ban đầu, công suất bình thường sẽ được khôi phục vào sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị, mưa lũ sạt lở đất làm 8 người chết, 3 người bị thương. Trong những ngày tới, ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và mưa rất to ở khu vực Trung và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An, mưa lớn sạt lở đất từ đầu tuần đã làm 8 người chết, trong đó 4 người do lũ cuốn, 4 người do sạt lở đất và 3 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến 24 nhà sập, 128 căn nhà bị hư hỏng. Ảnh hưởng, các địa phương Lai Châu, Sơn La đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di dời 32 hộ khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70. 543D, 7A và nhiều tuyến tỉnh lộ giao thông địa phương. Chính quyền các địa phương, đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn cảnh báo phân luồng giao thông và khắc phục bước 1. Riêng quốc lộ 279D, 32, địa bàn Sơn La, Yên Bái chưa thông xe theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Trong 2 ngày tới, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 180mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, Bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Ngày mai, ở khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở khu vực Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment và share. Và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.